Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi. Tập 412. Thần Đạo Đan Tôn chương 4119, Thánh Địa. Oanh, trong tay Lăng Hàn xuất hiện một đám lửa rất nhỏ. Ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ, nó có thể hòa tan tiên kim đẳng cấp thấp. Đây chính là thần thông hắn cảm ngộ từ trong thiên đạo hỏa. Câu thông năng lượng tầng thứ cao cũng không nhất định cần linh hình, Lăng Hàn chỉ quan sát ký hiệu hỏa diễm, sau khi tìm hiểu kỹ cũng có thể câu thông năng lượng hỏa diễm tầng thứ cao. So với hỏa diễm hắn câu thông lúc trước, hai bên không thể so sánh với nhau. Ân, linh hình cũng chỉ là một loại phương thức câu thông năng lượng tầng thứ cao, hiện tại hắn hiểu ra ký hiệu hỏa diễm, tương đương với nắm giữ một linh hình tương ứng. Đương nhiên, hắn chỉ phá giải ký hiệu, cho nên ngọn lửa này yếu ớt đến đáng thương, chỉ là một ngọn lửa nhỏ. Chờ sau này thực lực mạnh lại đi hẻm núi hỏa diễm, ta phải nắm giữ tất cả ký hiệu hỏa diễm, đây là hỏa diễm có thể thiêu chết thánh nhân. Lăng Hàn thì thào tự nói, gần 2 tháng qua, tất cả mọi người đều có tiến bộ cực lớn, nữ hoàng, hồ nữ, đại hắc cẩu đều đã bước vào cực cốt cảnh. Đáng tiếc là, bọn họ đều đột phá lục biến, không có biện pháp đột phá thất biến. Việc này quan hệ đến vị diện trong cơ thể, cưỡng cầu cũng không được. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định bảo đám người chờ ở bên ngoài, bọn họ sẽ không đi vào Kim Nguyên Thánh Địa. Đầu tiên, hắn không có khả năng mang theo một đám người đi vào như thế, như vậy mọi người chỉ có thể ở lại bên trong dưỡng nguyên hồ lô. Tiếp theo, cho dù hắn làm như vậy, với nội tình của Kim Nguyên Thánh Địa, chẳng lẽ bọn họ không nhận ra dưỡng nguyên hồ lô sao? Đây chính là bảo vật hóa linh chân quân cũng phải động tâm, hắn nắm giữ được sao? Hắn tới thu chỗ tốt, không phải đồng tử tới tặng bảo. Cho nên, đám người vẫn lưu lại nơi này, dưỡng nguyên hồ lô cũng do nữ hoàng trưởng quản. Ngược lại cảnh giới của bọn họ quá thấp, cho bọn họ tiên quả cũng không có tác dụng gì. Lăng, Hàn trừ mang một kiện pháp bảo không gian và hỗn độn cực lôi tháp. Ta phải ngụy trang bảo bối này một chút, nếu không, khí tượng quá kinh người, hỗn độn khí sôi trào, thiểm điện dày đặc, có ngớ ngẩn cũng nhận ra nó bất phàm. Hắn lẩm bẩm một câu. Chuyện này dễ nói, mẫu kim là thần khí, có thể lớn có thể nhỏ, tất cả chỉ bằng một ý niệm, nó lập tức biến lớn thành ngón cái, hắn xem nó như dây cột tóc. Đây là một phương diện, mặt khác, Lăng Hàn cũng làm hỗn độn khí biến mất, thiểm điện không còn. Nhìn nó không khác gì bảo khí nhất tinh, cho dù uy lực lớn một chút nhưng không ai nghĩ nó là mẫu kim tạo thành. Hiện tại, ta có thể bay được rồi. Tâm niệm Lăng Hàn hơi động, hắn bắt đầu ngự khí mà đi. Hắn nhảy lên hỗn độn cực lôi tháp, tòa bảo tháp này chìm nổi và không rơi sống. Đi! Lăng Hàn phát ra hiệu lệnh, bảo tháp lập tức tiến lên phía trước nhưng tốc độ quá nhanh, xèo, Lăng Hàn rơi từ trên cao xuống. Bảo tháp chậm rãi bay trở về, nó lơ lửng trên đỉnh đầu Lăng Hàn. Ngươi không thể bay chậm một chút. Lăng Hàn nuốt nước bọt, hắn biết đây là việc không thể, dùng thực lực trúc cơ cảnh không thể làm bảo khí phi hành quá chậm, nếu không, không thể vượt qua trọng lực. Hắn lại nhảy lên bảo tháp, lần này sử dụng bí lực ép mình xuống, vững vàng dán chặt vào bảo tháp. Lại đi, Lăng Hàn nói một tiếng, hỗn độn cực lôi tháp lại bay lên, tốc độ cực nhanh. Hắn dính vào thân tháp, cũng không rơi xuống nữa, nhanh hơn chút nữa. Lăng Hàn rót càng nhiều bí lực vào, tốc độ hỗn độn cực lôi tháp tăng lên rất nhanh. Gấp 10 vận tốc âm thanh, 15 lần, gấp 20 lần, nhưng cực hạn là gấp 20 lần. Cũng bằng tốc độ Lăng Hàn toàn lực chạy đi, nhưng thắng ở phi hành, sẽ không gặp chướng ngại. Trong trúc cơ cảnh, ngự khí phi hành là chuyện có độ khó cực cao, Lăng Hàn có thể làm dễ dàng như nước chảy thành sông, cũng không phát hiện chỗ khó khăn nào. Hắn lái bảo khí bay, nhanh tới thánh địa. Toàn bộ thánh địa đều bị trận pháp bảo hộ, với năng lực trận đạo của Lăng Hàn hiện tại, hắn không thể phá giải, hơn nữa hắn không cần thiết phá giải, hắn có thể đi đường hoàng vào bên trong. Người nào đi vào thánh địa còn dám ngự khí phi hành, lập tức có người quát hắn. Lăng Hàn hạ xuống, hắn vừa học được phi hành, cho nên hắn rất chật vật, ầm, hắn đụng vào một tảng đá. Phốc, một tiếng nữ tử cười lớn vang lên, sau đó nói, giả sư huynh, có lẽ hắn vừa học ngự khí phi hành, ngươi cũng không cần làm khó hắn. Lăng Hàn đáp xuống, hắn thu hỗn độn cực lôi tháp, sau đó quay đầu nhìn sang. Tại Sơn Môn có hai người trẻ tuổi đang đứng, đó là một nam một nữ, đều là trúc cơ cảnh, hơn nữa nam tử đã xây dựng thiên đạo cơ. Cấp độ sinh mệnh cao hơn Lăng Hàn một đoạn, nữ chỉ là trúc nhân cơ,
cấp độ sinh mệnh tương tự Lăng Hàn. Ta tới tham gia Kim Nguyên Quả Hội. Lăng Hàn mỉm cười. Ngươi, nam tử giả sư huynh cười to, nói, ngươi xứng sao? Lăng Hàn không quan tâm, thản nhiên nói, ta xứng hay không cũng không phải do ngươi quyết định. Giả sư huynh tức giận, tiểu tử này lại dám oán hận chính mình. Hắn hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Hắn ngang nhiên xuất thủ, đánh một chưởng về phía Lăng Hàn, lực lượng hùng hồn quét qua, còn có vô số ký hiệu sôi trào. Giả sư huynh, nữ tử vội vàng cản lại, dùng thân ngăn cản. Giả sư huynh vội vàng thu tay lại, phàn nàn nói, sư muội, ngươi làm cái gì? Nữ tử kia cười nói với Lăng Hàn, vị này, ngươi có thể thông qua 9 tầng 3 bảo tháp. Lăng Hàn gật đầu, đúng. Vậy ngươi tới, ta kiểm nghiệm một cái. Nữ tử kia lại nói. Lăng Hàn đi theo nàng, hắn không nhìn giả sư huynh thêm lần nào, giả sư huynh tức giận hai mắt phun lửa. Nữ tử kia chỉ vào một khối ngọc thạch trắng phía trước, đến, đặt tay lên đây. Lăng Hàn đưa tay ấn vào một khối ngọc thạch, hắn đã đánh. Thăng 9 tầng tháp nhưng không nhìn thấy lạc ấn hiện ra, lúc này nó đang tỏa sáng. Giả sư huynh, người ta đã thông qua 9 tầng tháp, có tư cách bái vào thánh địa. Nữ tử kia quay đầu nói với giả sư huynh, ừ, thì tính sao? Giả sư huynh cũng không thèm để ý. Rất nhiều người thông qua 9 tầng tháp, nhưng rất nhiều người tiến vào thánh địa 1-2 năm liền bị đuổi ra ngoài. 10 người chỉ có thể lưu lại một người, cho nên hắn hoàn toàn không xem Lăng Hàn là chuyện to tát. Sư huynh, nữ tử kia dậm chân một cái, sau đó cười nói với Lăng Hàn, ta tên là Lưu Lâm, ngươi gọi ta là Lưu Sư Tỷ, ngươi tên gì? Lăng Hàn, Lăng Sư Đệ, đi theo ta. Lưu Lâm vẫy vẫy tay, mang theo Lăng Hàn tiến vào sơn môn. Lăng Hàn gật đầu, hắn mỉm cười với giả sư huynh, sau đó nghênh ngang rời đi. Tiểu tử ghê tởm, giả sư huynh siết chặt nắm đấm, hắn vô cùng bất mãn. Lấy thân phận của hắn không cần phải trông coi sơn môn, nhưng hắn vì truy cầu Lưu Lâm, lúc này mới chủ động tới đây, còn chưa nói được với mỹ nhân vài câu liền bị Lăng Hàn xuất hiện cắt ngang. Kỳ thật nguyên nhân làm hắn tức giận chân chính lại không phải như thế, Lưu Lâm mang theo Lăng Hàn tiến vào sơn môn, lưu hắn lại một mình trông coi sơn môn, thật sự cho rằng hắn là kẻ giữ cửa. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4120, tỷ thí sau cùng. Lăng Hàn không nghĩ tới, mình đã đắc tội một người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để ý, đắc tội thì đắc tội, có gì ghê gớm chứ. Lưu Lâm rất nhiệt tình, một đường líu díu, cũng giới thiệu Kim Nguyên Thánh Địa cho Lăng Hàn biết. Thánh địa cùng chia làm 7 khu vực, những đệ tử trúc cơ như bọn họ chỉ có thể hoạt động ở 3 khu vực phía trước. 4 khu vực đằng sau thuộc về cấm địa, tự ý vào, nhẹ thì hành hung một trận, nặng thì hành hung. Một trận lại đuổi ra khỏi tông. Ngươi muốn tham gia Kim Nguyên Quả Hội, không phải tới bái nhập thánh địa. Lưu Lâm biết được ý nghĩ của Lăng Hàn, nàng hoảng hốt và không hiểu. Đây chính là Kim Nguyên Thánh Địa, cho dù đặt ở nơi nào trong tinh không mênh mông, nơi đâu cũng là chí cao vô thượng. Ngươi có thể bái nhập thánh địa, còn kén 3 chọn 4. Lăng Hàn cười cười, tạm thời còn không có ý nghĩ như vậy. Ngươi thật là quái nhân. Lưu Lâm lắc đầu, nói, tốt rồi, ngươi có ý định của ngươi. Nàng mang theo Lăng Hàn đi vào một khu kiến trúc, sau đó an bài Lăng Hàn tiến vào một gian phòng ốc. Ngươi ở lại nơi này, 13 ngày sau sẽ tham gia Kim Nguyên Quả Hội, khi đó có người thông chi ngươi. Tốt, cảm ơn. Lăng Hàn gật đầu. Lưu Lâm rời đi. Lăng Hàn đi vào trong phòng, hắn đóng cửa lại và bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Trận đạo bác đại tinh thâm, nhất là trận pháp tiên cấp, cất bước khó khăn nhất, không khai khiếu một chút, chắc chắn không thể nhập môn. Lăng Hàn có ngoại lý hỗ trợ, trận đạo tiến bộ thần tốc, nhưng muốn bước vào cánh cửa này, hắn vẫn còn kém rất xa. Hắn chăm chỉ không ngừng nghiên cứu, nếu quả thật có thể nắm giữ trận đạo, như vậy chiến lực của hắn sẽ tăng lên rất lớn. Ngày sau tiến vào di tích cổ thám hiểm hay đi đào góc tường của người khác, trận đạo đều có thể phát huy tác dụng. Mấy ngày nay, tiến bộ của hắn cực lớn. Gần 2 tháng không tu luyện nhưng Lăng Hàn lại ma luyện trong hoàn cảnh tàn khốc, thần hồn đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn mở khiếu huyệt và rút lấy lực lượng thiên địa, tiên đạo cơ thạch trong thức hải dần dần lớn mạnh. Tu luyện ở nơi này quá chiếm tiện nghi, một ngày bằng 10 ngày ở nơi khác. Thời gian 13 ngày trôi qua rất nhanh, rốt cục có người tới thông chi,
bảo bọn họ tới tham gia tỉ thí, người thắng mới có tư cách tham gia Kim Nguyên Quả Hội. Đối với Lăng Hàn mà nói, hắn đã sớm biết việc này, nhưng đối với những người khác thì sự việc quá đột nhiên. Nhưng có biện pháp gì, chẳng lẽ bọn họ dám chống đối thánh địa? Tỉ thí thì tỉ thí, người nơi đây tràn ngập lòng tin vào chính mình. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn mang mặt nạ lên. Nơi này khẳng định có rất nhiều người không nghĩ tới hắn sẽ đến Kim Nguyên Thánh Địa, như vậy sẽ có nhiều niềm vui hơn trước. Lăng Hàn đi ra ngoài, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, kỳ thật hắn không gặp được gương mặt người quen nào. Có trên mặt vẽ từng đạo hoa văn, hoàn toàn không nhìn thấy tướng mạo, có khoác áo choàng trùm kín toàn thân, còn có người lại mang theo mặt nạ. Làm thế lo lắng bị đào thải xấu hổ, cho nên mới cố ý không lộ mặt ra ngoài sao. Lăng Hàn nhìn thấy rất nhiều người đến từ bên ngoài tại Thiên Hải Tinh, nhưng có càng nhiều gương mặt xa lạ, hẳn là thiên tài của tinh thể khác bị đưa tới Kim Nguyên Thánh Địa. Trong đó có Thất Hoàng Tử, Hồng Thiên Bộ, còn có Ngưu Kiếm Hoa. Lăng Hàn cười nhạt, đám gia hỏa này chờ bị hắn thu thập đi. Tất cả mọi người theo chân một tên sứ giả Thánh Địa tới đây, đi tới một quảng trường lớn. Tiếp theo, các ngươi còn một cửa ải cuối cùng cần vượt qua. Một nam tử trung niên xuất hiện, dáng người hắn thon gầy, đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Đứng yên trên không, ít nhất phải là cường giả sinh đan cảnh. Tất cả mọi người nghiêm túc, chớ nhìn rất nhiều kẻ trong bọn họ có bối cảnh cấp giáo chủ. Nhưng đặt ở thánh địa thì không đáng nhắc tới, người ta cũng mạnh hơn mình quá xa, bọn họ càng không có tư cách cao ngạo. Thông qua truyền tống trận này, các ngươi sẽ tiến vào xương nguyên bí cảnh. 12 người rời khỏi xương nguyên bí cảnh sớm nhất sẽ có tư cách tham gia Kim Nguyên Quả Hội. Bên trong bí cảnh này, các ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, có thể giết người, cho nên, sợ chết thì đừng vào. Mặt khác, trong các ngọn núi của bí cảnh có băng nguyên thạch, nó có tác dụng gì, có lẽ các ngươi cũng rõ ràng, không cần ta nói nhiều. Cuối cùng, nơi đó, còn có một gốc tiên thụ, hiện tại là thời kỳ trái cây chín, các ngươi có bản lĩnh, có thể tùy ý ngắt lấy, xem như ban thưởng cho các ngươi. Người quyết định tham gia tiến lên phía trước, tiến vào truyền tống trận. Kẻ hèn nhát thì cút ngay cho ta. Người này nói xong, một đám người không do dự đứng ra. Chỉ có 12 danh ngạch, bọn họ có bao nhiêu người? Nói ít cũng có hơn vạn người. Hàng vạn người tranh 12 danh ngạch, cạnh tranh quá kịch liệt. Được rồi, vì ăn được vài tiên quả, không đáng. Lúc này có người đánh trống lui quân. Nơi này không thiếu hậu nhân cấp giáo chủ, vì mấy viên tiên quả liền ra tay đánh nhau, một là không giá trị, thứ hai là mất thân phận. Nhưng cũng có thật nhiều người tin tưởng thực lực của mình, đừng nói chỉ còn 12 người có thể thắng được, cho dù chỉ có một người, kẻ đó nhất định là mình. Có hàng ngàn người lựa chọn từ bỏ, nhưng vẫn có 2.000 người lưu lại. Đi thôi. Nam tử trung niên Kim Nguyên Thánh Địa phất tay áo, cũng lưu lại truyền tống trận. Hiu hiu hiu, truyền tống trận không ngừng phát sáng, mỗi lần có thể truyền tống 100 người, hiệu suất khá kinh người. Lăng Hàn không vội, hắn là nhóm cuối cùng, không đủ 100 người. Chỉ hơn 50 người, bởi vậy truyền tống trận rất rộng rãi. Xèo, một tia sáng xuất hiện, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Hàn ý mãnh liệt ập tới, mỗi người đều là không tự chủ ôm lấy thân thể. Nơi này cũng không chỉ có 50 mấy người mới truyền tống tới, còn có những người truyền tống trước, đã có rất nhiều người đi trước. 12 người quay lại nơi này sẽ tham gia quả hội, thật không đơn giản, một lần có thể truyền tống nhiều người như thế. Có người nói, xùy. Hắn bị người bên cạnh giễu cợt. Thế nào, ngươi cảm thấy ta nói không đúng? Người lúc trước lạnh lùng nói. Thứ nhất, ngươi là trận sư, biết khởi động trận pháp sao? Thứ hai, chỉ cần ngươi không phải đồ đần, ngươi sẽ phát hiện, truyền tống trận này là đơn hướng, nơi này là nơi tiến vào, truyền tống trận. Rời đi nha, tự nhiên nằm ở cuối bí cảnh. Người giễu cợt đáp trả. Người kia không lời nào để nói, chỉ có thể trừng mắt. Lăng Hàn quan sát một lúc, hắn hiện tại đang ở trên bình nguyên, xung quanh là tuyết trắng bao trùm, tuyết đọng sâu 2 thước, một chân đạp xuống sẽ lún tới đầu gối. Nhưng việc này không thể làm khó cường giả tiên đồ, dù không thể ngự khí phi hành cũng không có quan hệ, bọn họ chỉ cần mượn nhờ một chút xíu lực lượng cũng có thể đi trên tuyết. Phía trước có nhiều người ngự khí mà đi, nhưng cũng có chút ít người lựa chọn chạy đi trên tuyết, cho rằng phi hành trên không trung có khả năng không an toàn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn lựa chọn chạy đi trên tuyết. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com.
Thần Đạo Đan Tôn chương 4121, Bangkok. Hô, tuyết lớn tung bay, gió lạnh thấu xương. Lăng Hàn vận dụng năng lượng hỏa diễm tầng thứ cao, thân thể hắn ấm áp, tuyết đọng trên người tan rã. Băng tuyết khắc chế năng lượng hỏa diễm rất mạnh, Lăng Hàn nhất định phải liên tục cung cấp năng lượng cho hỏa diễm. Như vậy cũng tiêu hao niệm lực của hắn rất lớn. Nơi này không thích hợp vận dụng thiên đạo hỏa, thứ nhất là ngọn lửa quá nhỏ, thứ hai, đồ chơi này lực phá hoại quá lớn, chỉ có thể dùng để đối địch, sưởi ấm. Nó sẽ đốt mình thành tro tàn. Nếu cấp bậc ngọn lửa không đủ, vậy thì đổi dùng cái khác. Lăng Hàn vận dụng màn sáng tinh thần, khiếu huyệt quanh người phát sáng, tạo thành màn sáng. Hàn ý bị ngăn ở bên ngoài, lại không thể xâm nhập vào thân thể Lăng Hàn. Mặc dù không tiêu hao bí lực Lăng Hàn, bí lực vẫn trôi qua không ngừng. May mắn là Lăng Hàn giữ trữ bí lực lớn đến kinh người, tiêu hao như thế chỉ là chuyện nhỏ. Dùng hỗn độn cực lôi tháp, nó có thể ngăn cản cực viêm, như vậy có thể ngăn cản hàn ý không? Lăng Hàn vận dụng bảo tháp lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, từng tia hỗn độn khí bao phủ quanh người. Nếu như hắn không khắc chế bảo khí, cảnh tượng sẽ rất kinh người, ngay cả thánh nhân cũng phải động dung. Nhưng bây giờ hỗn độn khí bất phàm nhưng cũng chỉ như thế, nhiều lắm xem như siêu phàm trong trúc cơ cảnh. Hiệu quả xuất hiện ngay lập tức, hỗn độn khí bảo vệ, Lăng Hàn như vạn pháp bất xâm. Mẫu kim chính là mẫu kim, cho dù không dung nhập lực lượng tổ vương, nó vẫn vô địch trong cảnh giới tương ứng. Ân, giống như hắn, Lăng Hàn suy nghĩ rất tự luyến, hắn vô địch cùng giai, có mẫu kim chẳng khác gì có đế binh. Tốc độ của hắn kinh người, gió tuyết thì thế nào, hắn đi lại nhàn nhã, phát động tốc độ gấp 20 lần vận tốc âm thanh, hắn nhanh chóng đuổi kịp đám người phía trước. Nhưng tuyết nguyên quá lớn, không có khả năng mỗi người đều đi một đường thẳng, khẳng định có rất nhiều người bị hắn vượt qua nhưng không thể chạm mặt nhau. Tốc độ của Lăng Hàn quá nhanh, thật nhiều người bị hắn vượt qua mới kịp phản ứng, muốn xuất thủ cũng không có cơ hội. Hắn chạy đi nửa canh giờ, hắn cũng đã tới cuối tuyết nguyên, nhìn thấy phía trước là một hạp cốc bị băng tuyết bao phủ. Hô, gió lạnh thổi qua, nó hóa thành một con chim lớn, một đường thổi qua giống như cầm vương thượng cổ du lịch thế gian, uy thế kinh người. Dù còn cách rất xa, Lăng Hàn kiêng kỵ rất mạnh, hắn vội vàng tránh đi. Hắn không biết hỗn độn cực lôi tháp có thể ngăn cản hàn khí ập tới hay không, nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Gió lạnh thổi qua, nó kéo dài đến 5 phút đồng hồ, chỉ thấy rất nhiều người đột nhiên xuất hiện trong hạp cốc và tiến lên phía trước, nhưng tốc độ rất chậm. Hóa ra, trong hạp cốc đều có hang núi, những người này tránh lạnh trong hang núi, chờ gió lạnh biến mất mới lộ diện. Hiển nhiên, kẻ ý thức được gió lạnh đáng sợ cũng không phải một mình Lăng Hàn, đương nhiên cũng có thể là thấy người khác gặp tai vạ, lúc này mới học ngoan. Lăng Hàn cũng dậm chân tiến vào hẻm núi, hắn nhìn thấy rất rõ ràng, hai bên hẻm núi có nhiều hang núi 10 trượng, cũng không phải rất sâu, nhiều lắm chỉ 2 trượng. Đi vào, hắn lập tức phát hiện nơi này trọng lực to đến kinh người, đừng nói phi hành, chỉ đạp tuyết mà đi cũng khó khăn. Khó trách tốc độ của những người kia chậm như thế. Hỗn độn cực lôi tháp có thể ngăn cản trọng lực hay không? Lăng Hàn lại vận dụng bảo tháp, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ đi, tùy thời có thể phi hành trên không trung. Không hổ là đế binh hình thức ban đầu, quá trâu bò. Lăng Hàn không dám dùng, mặc dù bảo tháp có thể tự thu liễm nhưng nếu hắn dựa vào bảo tháp và hành động tự nhiên tại đây, chẳng phải nói cho kẻ khác biết mình có bảo khí ghê gớm hay sao. Hắn thu hồi bảo tháp lần nữa, một chân bước vào trong tuyết. Tất cả mọi người đều chậm như rùa, không quan trọng. Đi như thế chừng 10 phút, gió lạnh thổi tới lần nữa, cơn gió kia đang tới gần. Lăng Hàn không chút do dự, hắn vội vàng tìm hang núi tránh gió. Đám người phía trước không có nhàn rỗi, đồng thời nhảy sang hai bên, cùng tiến vào trong hang động. Qua một lúc sau, gió lạnh ập tới, cho dù ở trong sơn động, Lăng Hàn vẫn cảm thấy cái lạnh đang xâm nhập vào cốt tủy, hắn rùng mình vài lần. Lạnh, thật sự là lạnh, nếu bị gió lạnh ập thẳng vào người, hắn có biến thành băng điêu hay không? Phi thường có khả năng. Gió lạnh qua đi, Lăng Hàn rời hang núi, hắn tiếp tục lên đường. Nếu không có cơn gió quái ác kia ập tới, bọn họ đã nhanh chóng rời khỏi nơi này. Suy nghĩ rất tốt nhưng hiện thực rất tàn khốc, không có hỗn độn cực lôi tháp che chở, hắn không đi nhanh được. Hắn thử dùng năng lượng hỏa diễm, vào lúc gió lạnh thổi tới, hỏa diễm bị dập tắt. Khốn kiếp, gió lạnh ở đây quá khủng bố. Lăng Hàn lại vận chuyển màn sáng tinh thần, như vậy tốt hơn trước rất nhiều, trọng lực giảm bớt rất lớn,
tốc độ của hắn tăng lên. Phần lớn người đều đi từng bước, nhưng Lăng Hàn lại có thể nhảy. Hắn nhảy lên 2 trượng, cho dù không thể như ở bên ngoài nhưng đã nhanh hơn trước rất nhiều. Hắn nhanh chóng vượt qua thanh niên áo lam, đối phương nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, cũng không có xuất thủ. Lúc vượt qua thanh niên áo đỏ, hắn lại bị đối phương công kích. Ở chỗ này, mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh, chỉ có 12 danh ngạch mà thôi. Oanh, thanh niên áo đỏ vô cùng bá đạo, phất tay đánh ra một đạo quyền kình màu vàng, có hàng loạt ký hiệu lóe sáng. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn đánh ra một quyền bình thường không có gì lạ. Muốn chết. Thanh niên áo đỏ cười lạnh, trong kình lực không hình thành ký hiệu, uy lực có thể mạnh đến mức nào? Hai lực lượng va chạm, năng lượng bạo động, tuyết động bay lên, sắc mặt thanh niên áo đỏ thay đổi, một quyền của đối thủ rất ngương thực, trực tiếp đánh tan kình lực của hắn, tiếp tục đánh thẳng vào người hắn. Quá nhanh, không tránh được. Hắn bị đánh bay về phía sau, cơ thể bay nửa vòng cung trên không trung và nặng nề va chạm với vách núi, sau đó hắn ngã vào trong tuyết động. Còn chưa đợi Lăng Hàn quyết định xử lý ra hỏa này như thế nào, hô, gió lạnh thổi qua, cơn gió khủng bố lại tới. Lăng Hàn vội vàng tìm nơi trốn, hắn nhảy vào trong sơn động, gió lạnh nói đến là đến, tốc độ nhanh đến kinh người, không thể có nửa điểm trì hoãn. Ai nha, bên ngoài còn có một người. Lúc này, hắn mới nghĩ đến bên ngoài còn có thanh niên áo đỏ. Sau khi cơn gió lạnh thổi qua, Lăng Hàn rời khỏi sơn động, hắn nhìn thấy thanh niên áo đỏ hóa thành băng điêu không còn chút khí tức sinh mệnh nào. Làm thiên tài nhất tinh, hoặc là tuấn kiệt có chiến lực thiên tài nhất tinh, đối phương dễ chết như thế. Tự gây nghiệt, ai bảo hắn nhất định phải ra tay. Lăng Hàn không có đồng tình, hắn cau mày, thiên tài nhất tinh có thể bái vào thánh địa, nhưng bọn họ tiến vào nơi này tỉ thí với nhau, động một tí là chết người, thánh địa không quan tâm chút nào. Đây là tuyển chọn người mới hay sao? Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô, đơn địa phi tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4122, gặp lại Thất Hoàng Tử. Lăng Hàn lắc đầu, tiếp tục đi tới. Đi một hồi, sắc trời dần dần tối lại, gió lạnh thổi qua, nhiệt độ trong hạp cốc giảm mạnh, xem ra còn có người sẽ chết. Lăng Hàn quyết định không vội vàng lên đường, hắn ở lại trong hang núi một đêm, tránh né nhiệt độ siêu thấp bên ngoài. Tiến vào hang núi, quả nhiên khí lạnh biến mất không ít. Lăng Hàn thử nhóm lửa, nhưng nhiệt độ của nơi này thấp đến mức lửa không thể cháy. Hắn lấy lương khô ra, muốn dùng hỏa diễm tầng thứ cao nướng, nhưng lửa quá mạnh đốt lương khô thành tro tàn. Khốn kiếp! Lăng Hàn bất đắc dĩ, đành phải hấp thu lực lượng thiên địa tiến hành bổ sung, mặc dù yếu ớt nhưng vẫn còn hơn không. Lực lượng thiên địa nơi này cũng bị đông cứng, chỉ có một chữ, lạnh. Lăng Hàn nhắm mắt dưỡng thần, người bên ngoài gấp rút lên đường, đây là cơ hội tốt nhất vượt qua người khác. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể chôn vùi chính mình. Người lựa chọn vào sơn động cũng không ít, có ít người tiến vào nghỉ tạm một lúc, bọn họ sẽ ngồi ở cửa động, cũng giữ khoảng cách xa với Lăng Hàn. Khó phòng nhất là lòng người, mỗi người nơi này đều là đối thủ cạnh tranh. Lăng Hàn không phản ứng đến, chỉ cần người khác không chọc đến hắn, hắn cũng lười xuất thủ. Hắn đang quan sát bí cảnh, muốn ra ngoài cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Không vội, từ từ sẽ đến. Người tới tới đi đi, Lăng Hàn nhìn thấy rất rõ ràng, những người cậy mạnh rời đi, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, trong nội phủ tích lũy rất nhiều hàn khí, một khi bạo phát sẽ chí mạng. Cho dù không có bộc phát, như vậy cũng sẽ lưu lại mầm bệnh, hậu hoạn vô tận. Qua một lúc, sắc trời hoàn toàn tối lại, nhiệt độ không khí cũng giảm rất mạnh, đã không có kẻ nào dám cậy mạnh lên đường, người nào cũng vào hang núi tránh rét. Soát, một bóng người xuất hiện, trong động đã có thêm một người. Nha, Lăng Hàn kinh, ngạc, thật đúng dịp mà. Người này chính là Thất Hoàng Tử, lăn ra ngoài. Thất Hoàng Tử nói, giọng nói không lớn nhưng áp bách rất mạnh. Hắn đã quen làm hoàng tử, cho dù đi tới Kim Nguyên Thánh Địa, nơi này có rất nhiều người bối cảnh ngang hắn, thậm chí cao hơn hắn, hắn vẫn khó thu liễm ngạo mạn của mình. Đã gặp, vậy thì tính tính sổ đi. Dựa vào cái gì? Lăng Hàn hỏi, giọng nói rất thong dong. Thất Hoàng Tử hừ một tiếng, hoặc là lăn ra ngoài, hoặc là chết. Lăng Hàn nhún vai, bên ngoài lạnh như thế, ra ngoài chỉ có một con đường chết, vậy ta ra hay không có gì khác nhau. Lại nói, nơi này vốn là ta tới trước, ngươi không cảm thấy quá mức sao? Nào có nhiều quá mức hay không quá mức như vậy,
thực lực của ta mạnh hơn ngươi, ta muốn làm gì thì làm. Thất hoàng tử không kiên nhẫn được nữa, ngươi không đi ra, chỉ có con đường chết, ra ngoài, còn có một chút hy vọng sống, ngươi chọn đi. Lăng Hàn lắc đầu, ta làm sao biết, thực lực của ngươi có phải thổi ra hay không, nói không chừng chỉ là cặn bã. Tốt, ngươi nhất định muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thất hoàng tử không kiên nhẫn nữa, hắn nhìn Lăng Hàn và sử dụng niệm lực. Lăng Hàn làm như không phát hiện, nói, ngươi nhìn ta làm gì? À, thất hoàng tử sững sờ, hắn sử dụng niệm lực, bản ý muốn chảm thần thức của đối phương. Hắn là cao thủ niệm lực, giết người chỉ bằng một ý niệm, Lăng Hàn chẳng những không chết, còn không có biểu lộ gì, hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng không ngốc, lập tức cười lạnh, nói, tốt lắm, hóa ra là giả heo ăn thịt hổ. Cho dù đối phương không phải cao thủ niệm lực, như vậy khẳng định cũng tu luyện qua bí pháp củng cố thần thức hoặc bản thân có bảo khí phòng ngự thần thức. Lăng Hàn cười ha ha, nói, ta nói ngươi chỉ biết khoác lác, quả là thế. Thất hoàng tử không quan tâm, tâm niệm hắn ngưng thực, hưu hưu hưu, lúc này có vài chục thanh đoản kiếm bay về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn mở niệm lực của mình, hắn ngăn chặn toàn bộ đoản kiếm. Thứ này không phải pháp khí niệm lực, hoàn toàn xem niệm lực của ai mạnh hơn thì người đó khống chế. Cái gì? Thất hoàng tử chấn kinh, đây là so đấu niệm lực trực tiếp, kết quả đối phương lại không thua gì mình. Người mang mặt nạ lại là cao thủ niệm lực. Hắn cau mày, nội tâm hối hận, sớm biết như thế, hắn thà rằng chậm một chút, ở lại qua đêm trong sơn động phía sau. Hiện tại, nhiệt độ đã hạ xuống rất thấp, ra ngoài là phải chết. Tốt, ta công nhận thực lực của ngươi, ngươi có thể nghỉ ngơi ở nơi này. Thất hoàng tử gật gật đầu. Lăng Hàn bật cười, ngươi quá khôi hài, ta vốn tới trước, còn cần ngươi bố thí. Lại nói, ta không tán thành thực lực của ngươi, loại cặn bã như ngươi làm sao xứng ở chung với ta. Ngươi thật cuồng. Thất hoàng tử lạnh lùng nói, có thực lực, đương nhiên có thể cuồng. Lăng Hàn xuất thủ, hưu hưu hưu, hắn phát động lôi quang quyền, ngay sau đó có quyền kình cực nhanh tấn công thất hoàng tử. À, thất hoàng tử vô cùng kinh ngạc, hắn không phải chấn kinh lôi quang quyền cường đại. Trên thực tế môn quyền thuật này chỉ bất phàm trong phàm cảnh, nhưng đặt trong cấp bậc tiên đồ, nó chỉ là mặt hàng phổ thông. Nếu không, lúc trước hắn cũng không có khả năng tặng cho Lăng Hàn. Đương nhiên hắn nhận ra môn quyền pháp này, chính vì thế hắn càng kinh ngạc. Chẳng lẽ không có khả năng? Người kia còn chưa bước vào tiên đồ, hơn nữa cũng không được mời, tại sao hắn có thể đi tới nơi này? Có phải nghĩ đến cái gì hay không? Lăng Hàn cười nói. Ngươi, thất hoàng tử không dám tin tưởng nhìn hắn. Không sai, ta tới. Lăng Hàn tháo mặt nạ xuống. Phốc, thật sự là hắn. Thất hoàng tử há to mồm, có thể nhét quả trứng gà vào miệng hắn. Mặc dù hắn đã có suy đoán nhưng cho rằng đây là việc không có khả năng, nhưng nhìn thấy Lăng Hàn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, hắn chấn kinh và da đầu tê dại. Làm sao có thể? Tại sao Lăng Hàn lại xuất hiện ở đây? Hắn hoa mắt, gặp quỷ. Tại sao ngươi ở nơi này? Thất hoàng tử vẫn hỏi một câu. Ngươi cũng không cần quản. Lăng Hàn thản nhiên nói, hiện tại tiếp tục chủ đề trước. Ta cho rằng ngươi không có tư cách đứng chung với ta. Ngươi cút hay không cút? Lăng Hàn, mặc dù thiên phú võ đạo của ngươi yêu nghiệt, sau khi bước vào tiên đồ, muốn vượt cấp chiến đấu là chuyện không có khả năng. Thất hoàng tử ý đồ thuyết phục Lăng Hàn, ngươi tử chiến với ta, dù là ngươi có thể thắng ta, bản thân cũng không chiếm được chỗ tốt gì, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Một năm qua hắn tu luyện trong thánh địa, đạt được rất nhiều chỗ tốt, đã là tu đến trúc nhân cơ đỉnh phong, trái lại Lăng Hàn, khẳng định vừa mới bước vào tiên đồ, tu vi cả hai chênh lệch cực lớn. Ha ha, ngươi thử một chút. Lăng Hàn xuất thủ lần nữa, hắn tấn công thất hoàng tử. Lần này hắn đã hạ quyết tâm, lực lượng kinh khủng bộc phát, đó là lực lượng có thể đè ép trúc thiên cơ đỉnh phong. Ầm, dưới một kích của hắn, thất hoàng tử phun máu tươi. Thực lực chênh lệch quá lớn. Các bạn đang nghe truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4123, khó thoát khỏi cái chết. Tại sao ngươi mạnh như thế? Thất hoàng tử vừa ho ra máu vừa nói. Nhưng hắn là trúc nhân cơ đỉnh phong. Chỉ cần tích lũy thêm một thời gian là có thể đột phá trúc thiên cơ. Hơn nữa, trên tiên đồ, chênh lệch giữa thiên tài với nhau nhỏ đi rất nhiều. Hắn cũng là thiên tài nhất tinh,
làm sao lại kém hơn người vừa mới bước vào tiên đồ nhiều như vậy. Hắn không cam tâm, hắn là con trai của Hóa Linh Chân Quân, Lăng Hàn là thứ gì, làm sao có thể so với hắn. Nhưng bây giờ, hắn bị Lăng Hàn đánh bại dễ dàng, bởi vì ta là thiên tài. Lăng Hàn cười nói, hắn tát một cái, bốp, thất hoàng tử lại thổ huyết lần nữa. Thất hoàng tử bị câu trả lời này làm tức điên. Lăng Hàn mỉm cười, lão thất, ta rất thất vọng về ngươi. Cái gì? Thất hoàng tử mở to mắt, đó là giọng điệu gì? Ngươi là trưởng bối của ta sao? Sao lại dùng giọng điệu này nói với ta? Làm tiểu thúc của ngươi, ức hiếp tiểu bối như ngươi thật mất mặt, nhưng ai bảo ngươi làm quá nhiều chuyện xấu như thế, chỉ việc đồ diệt hổ cứ thành, ta đã không có khả năng tha cho ngươi. Lăng Hàn nói, thất hoàng tử vừa giận vừa vội, ta thành cháu của ngươi khi nào? Ghê tởm. Hắn là người hơn trăm tuổi, lại bị một hậu bối miệng còn hôi sữa dùng giọng điệu giáo huấn. Lăng Hàn, ngươi muốn phạm thượng. Thất hoàng tử kêu lên, nội tâm hắn sợ hãi, nơi này cũng không phải thiên hải tinh, càng không phải là đế đô. Bốp, Lăng Hàn tát một cái, nói, ta nói với ngươi rồi, ta là thúc của ngươi, ngươi dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta. Thất hoàng tử trợn mắt, ngươi chẳng những nhục ta, còn ô nhục phụ thân của ta, thật to gan, trúc cơ cảnh nho nhỏ lại dám nhục nhã Hóa Linh Chân Quân. Bốp, lại một cái tát thanh thúy. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi còn chưa học ngoan, ta đã nói ta là thúc của ngươi. Thất hoàng tử tức giận nhìn Lăng Hàn, hắn thề, chỉ cần trở lại Thiên Hải Tinh, hắn nhất định phải báo cáo Trần Phong Viêm. Lăng Hàn thật sự ngông cuồng không giới hạn, cho dù được ân sủng cũng có thể xem trời bằng vung như vậy sao? Ngươi có thể đứng ở địa vị cao, đó là vì được thánh sủng, chỉ khi nào thất sủng, ngươi chính là cặn bã. Lão thất, xem mặt mũi Trần Phong Viêm, ngươi 5 lần 7 lượt nhằm vào ta không so đo với ngươi. Lăng Hàn nói, nhưng ngươi sai khi giết Hổ Cứ Thành, việc làm diệt sạch nhân tính như thế, nếu như ta tha mạng cho ngươi, làm sao xứng với những người chết oan. Thất hoàng tử há to miệng, dường như hắn không dám tin, nói, một dân đen như ngươi dám giết ta. Dân đen. Lăng Hàn lắc đầu, nói, ngươi không hiểu. Vô số sinh linh trong vị diện của hắn, lấy tiêu chuẩn thế giới này chính là kẻ đê tiện, nhưng tín niệm vô số bình tiện nhân hợp lại đã giúp Lăng Hàn sáng tạo kỳ diệu, đây chính là lực lượng của người nhỏ yếu. Ngươi không thể giết ta. Không thể. Thất hoàng tử quát lớn, hắn là hoàng tử đấy. Hắn cực kỳ hối hận, nếu không phải lôi kéo Lăng Hàn, hắn ra tay không do dự, như vậy làm sao có việc hôm nay. Hắn hận, hắn nhất định sẽ hùng tài đại lược, có sự nghiệp lừng lẫy, mà phụ thân của hắn chính là Hóa Linh Chân Quân, hắn lại chết trong tay Trúc Nhân Cơ, hắn cảm thấy oan khuất và không cam tâm. A, à, hắn giống lên, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, giống như phải dùng ánh mắt giết chết đối phương. Hắn không muốn chết, hắn thực sự không muốn chết. Lăng Hàn thờ ơ, hắn đánh ra một chưởng mang theo năng lượng hủy diệt, chỉ đánh một cái, thất hoàng tử đã biến mất, dường như hắn chưa từng tồn tại bao giờ. Mặc dù thất hoàng tử không được tính là đối thủ cường đại, nhưng Lăng Hàn vẫn có cảm giác nhẹ nhõm. Vì báo thù cho bách tính một tòa thành, hắn như chút được gánh nặng. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu có trận văn diễn hóa thành hình. Hiện tại hắn rảnh rỗi chỉ có thể nghiên cứu trận văn, đan đạo với hắn chỉ là việc nhỏ, nhưng trận đạo lại kém quá nhiều, mặc dù hắn rất có thiên phú trên trận đạo. Một đêm qua đi, Lăng Hàn không lãng phí thời gian, hắn tu luyện nửa giờ và rời khỏi hang núi. Lạnh. Lăng Hàn run rẩy, hắn vận dụng màn sáng tinh thần cũng không thể ngăn cản khí lạnh xâm lấn, bởi vì không làm được. Trong hạp cốc, thời gian mặt trời xuất hiện rất trễ, sau khi qua 1 giờ mới có tia nắng đầu tiên. Lăng Hàn lại nếm thử, lần này hàn ý biến mất rất nhiều, mặc dù vẫn lạnh nhưng nằm trong phạm vi hắn có thể chịu được. Hắn đi ra ngoài, nhảy ra khỏi hang núi và lưu lại dấu chân thật sâu. Hô, sau đó không lâu, gió lạnh thổi tới, nhiệt độ giảm mạnh, mỗi người đều vội vàng tìm hang núi tránh cái lạnh, lại khôi phục tiết tấu của ngày hôm qua. Hiện tại là ban ngày, Lăng Hàn vẫn chưa ra khỏi sơn cốc, lúc bóng đêm giáng lâm, hắn không thể không tìm hang núi trú chân. Cút! Không nghĩ tới trong động còn có 2 người, sau khi nhìn thấy hắn, một tên nam tử áo trắng quát lớn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, địa phương rất lớn, thêm 1 người cũng không ảnh hưởng gì. Có ảnh hưởng hay không là do ta quyết định. Nam tử áo trắng hừ một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Lăng Hàn cũng không khách khí, nói, sơn động không phải do ngươi mở, muốn ta đi. Ha ha,
Ngươi không đi, vậy thì đánh ngươi ra ngoài. Nam tử áo trắng đi nhanh về phía trước, oanh, khí tức cuồng bạo bộc phát. Trúc Nhân Cơ nho nhỏ, ta dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Hắn thật có tư cách cuồng ngạo, bởi vì hắn có tu vi Trúc Thiên Cơ, hơn nữa là thiên tài nhất tinh. Vô địch Trúc Thiên Cơ, hắn làm sao có thể đặt Trúc Nhân Cơ vào mắt. Khí thế của hắn có thể trấn áp Lăng Hàn, nhưng khí thế mãnh liệt bộc phát lại không có chút hiệu quả nào. À, nam tử áo trắng vô cùng kinh ngạc, hắn lại lộ ra vẻ mặt cao ngạo, khí thế không dùng được, vậy thì dùng tiên đạo cơ thạch. Ngươi có thể tôi luyện ý chí cứng cỏi, nhưng thiên đạo cơ thạch áp chế nhân đạo cơ thạch là cảnh giới khác nhau, cho dù thế nào cũng không tránh được. Ông, hắn phóng xuất tiên đạo cơ thạch, khí thế vô hình và khủng bố ập tới. So tiên đạo cơ thạch, Lăng Hàn cũng vận dụng tiên đạo cơ thạch của mình, bắt chước tiên thạch xây dựng tiên môn viễn cổ, cho nên nó như một khối đá bình thường, nó lại tỏa ra khí thế làm cho Trúc Cực Cơ phải run rẩy. Trúc Nhân Cơ dám so đấu tiên đạo cơ thạch với mình. Nam tử áo trắng kém chút cười phun cả nước bọt, ngay sau đó hắn cảm thấy đau đớn, chẳng những khí thế bị áp chế toàn diện, ngay cả tiên đạo cơ thạch của hắn cũng run rẩy, giống như sắp vỡ nát. Khốn kiếp, đây là tình huống như thế nào? Hắn nhanh chóng thu tiên đạo cơ thạch, nếu hắn tiếp tục bị Lăng Hàn oanh kích, tiên đạo cơ thạch sẽ vỡ nát, khi đó hắn lại rớt xuống phàm cảnh. Dù là như thế, khí thế của hắn vẫn bị áp chế, 10 thành chiến lực nhiều nhất chỉ phát huy 7 thành, thiên phú của hắn phi phàm, ý chí cứng cỏi, nếu không đổi thành Trúc Thiên Cơ cảnh bình thường, có khả năng chiến lực mất đi một nửa, thậm chí nhiều hơn. Trời ạ, tại sao lại có Trúc Nhân Cơ như vậy? Ngươi tất nhiên đạt được kỳ ngộ gì đó, thậm chí thời điểm xây tiên đạo cơ thạch, dung nhập thần thạch rất cường đại nào đó, lúc này mới làm cho nhân đạo cơ thạch có uy lực như vậy. Nam tử áo trắng khôi phục trấn định, nhưng cho dù như thế nào, ngươi chỉ là một tên Trúc Nhân Cơ mà thôi. Hắn ngang nhiên xuất thủ, hắn muốn bắt Lăng Hàn, cho dù chỉ có 7 thành chiến lực nhưng hắn vẫn tự tin mình có thể thắng. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4124, cực kỳ xấu bụng. Lăng Hàn nhe răng cười một tiếng, luôn có người cho rằng tu vi hắn thấp dễ khi dễ, nhưng dạng người như vậy có kết thúc rất bi thảm. Hắn ngưng quyền, nghênh kích đối phương. Ầm, hai lực lượng va chạm với nhau, nam tử áo trắng bị đánh lui ra phía sau. Cái gì? Đừng nói hắn không thể tin được, ngay cả tên nam tử áo vàng khác cũng ngạc nhiên không kém. Đây là tình huống như thế nào? Chỉ là kẻ yếu Trúc Nhân Cơ, lại có thể dùng một quyền đánh lui thiên tài nhất tinh Trúc Thiên Cơ. Ngươi là ai? Nam tử áo trắng hỏi, Lưu Hợp Thổ Phi Tinh. Trịnh Khiếu Thiên Bạo Phong Tinh Vực, Vân Đạo Tử của Cửu U Địa Hàn. Hắn nói ra những thiên tài nổi bật trong tinh không, nghe nói đều là thiên tài tam tinh đánh bại người cùng cấp bậc. Thiên phú cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn lắc đầu, thế nào, bây giờ muốn kết giao tình. Ngươi không nên đắc ý quá sớm, ta chưa chắc thua ngươi. Nam tử áo trắng lạnh lùng, cho dù Lăng Hàn là thiên tài tứ tinh, cũng chỉ đánh thắng Trúc Thiên Cơ, hắn là thiên tài nhất tinh Trúc Thiên Cơ, tuyệt đối không bại bởi Lăng Hàn. Hắn xuất thủ lần nữa, lại tấn công Lăng Hàn. Lần này, nhưng sử dụng toàn lực ứng phó, dùng ra một môn tiên pháp, năng lượng tầng thứ cao tuôn ra, phù văn màu bạc tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ tiện tay điểm một cái, hắn xuất thủ rất hời hợt. Độ tiên chỉ. Đây là một môn tiên pháp nhưng phẩm giai cũng không cao, có thể bị Kim Nguyên Thánh Địa xem như ban thưởng, tự nhiên không có khả năng chân quý tới mức nào. Nhưng trong tay Lăng Hàn, cho dù tiên pháp phẩm giai không cao nhưng uy lực rất phi phàm. Phốc, chỉ kình bộc phát. Công kích của nam tử áo trắng tan rã, chỉ kình của Lăng Hàn vẫn không tiêu tan, vẫn tấn công nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng vội vàng lui lại, sơn động này quá nhỏ, chỉ có thể lui ra phía sau mà không thể tránh né, bởi vậy hắn trốn không thoát. Chỉ có thể quát lớn một tiếng, liên tục xuất quyền ngăn cản, sau khi xuất vài chiêu mới có thể đánh tan chỉ kình của Lăng Hàn. Hắn cùng nam tử mặc áo vàng đều sợ hãi, tại sao lại có Trúc Nhân Cơ cường đại như thế? Lăng Hàn cười một tiếng, hắn thu hồi tiên đạo cơ thạch. Đừng nói ta ức hiếp ngươi. Hắn vừa thu tiên đạo cơ thạch trở lại, nam tử áo trắng không bị áp chế, hắn khôi phục toàn bộ chiến lực. Cuồng ngạo, nam tử áo trắng hừ một tiếng, nội tâm lại nói Lăng Hàn ngu ngốc, có lợi thế mà không chiếm.
Hắn cho rằng Lăng Hàn là truyền nhân của đại giáo, thậm chí là đạo tử, nhưng hiển nhiên vừa mới hành tẩu thiên hạ, cho nên đầu óc không nhanh nhạy. Trái tim hắn đập thình thịch, trên thân đạo tử như vậy có bao nhiêu bí bảo. Đoạt! Hắn hét lớn một tiếng, xông lên chém giết Lăng Hàn, muốn dùng xu thế lôi đỉnh vạn quân thế đánh chết Lăng Hàn. Hắn vừa mới lao tới, Lăng Hàn lại lộ ra nụ cười xấu xa, tiên đạo cơ thạch lại xuất hiện. Thực lực tên nam tử áo trắng giảm xuống. Khốn nạn! Nam tử áo trắng mắng chửi không ngớt, hắn còn cho rằng Lăng Hàn là thái điểu mới bước ra đời, có một bầu nhiệt huyết, là kẻ ngây thơ, có ưu thế lại không biết lợi dụng. Ai ngờ, kẻ ngu ngốc và ngây thơ lại là chính mình. Xấu bụng, hắn thật xấu bụng, lại là kẻ hãm hại người. Lăng Hàn xuất quyền đánh thẳng vào mặt đối phương kêu thảm thiết, ngay sau đó ngã xuống đất. Nếu chiến lực của hắn không bị áp chế, hắn cũng không đến mức thảm như vậy, hắn có thể tính toán thực lực của đối phương. Tất cả công kích đều là tiêu chuẩn cơ bản, hiện tại tiêu chuẩn cơ bản cải biến, nội tâm hắn rối loạn, hắn làm sao đánh thắng. Cho nên hắn mới nói Lăng Hàn hãm hại người. Ngươi quá âm hiểm, tên nam tử áo vàng quát lớn. Lăng Hàn nhún vai, cười nói, ta nghĩ có ưu thế không cần sẽ bị các ngươi mắng thành là kẻ ngu, cho nên ta quyết định không làm kẻ đần. Nam tử áo trắng bị Lăng Hàn dẫm dưới chân, hắn muốn rơi lệ. Hóa ra hắn mới là kẻ đần. Giao tất cả đồ trên người ra, bằng không ta sẽ ném các ngươi ra ngoài hóng gió. Lăng Hàn từ tốn nói, ngươi ăn cướp, ánh mắt của ngươi là gì? Lăng Hàn bất mãn nói, nhanh lên, kiên nhẫn của ta có hạn. Nam tử áo trắng bất đắc dĩ, hắn đánh phải dùng ánh mắt xin giúp đỡ từ đồng bạn. Các hạ, ngươi thật quá mức. Nam tử áo vàng không thể nhịn, hắn cầm một thanh kiếm tỏa ra hàn quang kinh người. Hắn muốn giết Lăng Hàn cứu đồng bạn. Lăng Hàn cũng không tin tên nam tử áo trắng chạy trốn, bên ngoài có cái lạnh chết người, muốn chết thì ngươi cứ rời đi. Hắn dùng sức giẫm mạnh, hắn lập tức lao thẳng về phía tên nam tử áo vàng. Tên nam tử áo trắng kêu thảm thiết, trên mặt đầy ai oán, ngươi đánh nhau thì đánh nhau, vì cái gì còn giẫm hắn một cái. Xương cốt toàn thân như đứt đoạn, Lăng Hàn đánh ra một quyền. Nam tử áo vàng đề phòng hắn dùng tiên đạo cơ thạch áp chế, một kiếm này có 3 phần công, 7 phần thủ. Nhưng Lăng Hàn không có suy nghĩ dùng tiên đạo cơ thạch đè người, hắn phát động màn sáng tinh thần, cứ thế va chạm với kiếm quang, màn sáng ngăn cản tất cả. Một kích mà thôi, nam tử áo vàng liền bị đánh bay, hắn va chạm mạnh vào vách động. Cũng may hang động kiên cố, nếu không, va chạm như thế, núi lớn bình thường đã sụp đổ. Nam tử áo trắng vốn đang mắng Lăng Hàn âm hiểm, nhưng thấy cảnh này thì hắn không dám nói gì. Cho dù Lăng Hàn không hãm hại người khác, hắn cũng không phải đối thủ của Lăng Hàn. Tại sao lại có người khủng bố như thế? Cho dù là thiên tài tứ tinh, dù mạnh hơn bọn họ, ít nhất cũng trải qua khổ chiến mới có thể đánh thắng bọn họ, làm sao có đạo lý nhẹ nhõm như thế? Thiên tài ngũ tinh sao? Lặp lại lần nữa, ăn cướp. Lăng Hàn cười nói. Hai người đều chịu phục, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, bọn họ không phải là đối thủ. Người thức thời mới là Tuấn Kiệt. Bọn họ cùng lấy pháp khí không gian giao cho Lăng Hàn. Lăng Hàn tiếp nhận, hắn dùng thần thức dò xét, lúc này nở nụ cười hài lòng. Không sai không sai, vốn liếng rất phong phú. Hai người đều muốn khóc, chưa bao giờ gặp qua thiên tài như thế, lại còn đánh cướp trong trường hợp này. Ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Nhưng nhìn thấy trên mặt Lăng Hàn mang theo mặt nạ, hiển nhiên gia hỏa này không biết xấu hổ. Bọn họ cũng không dám lên tiếng, hiện tại Lăng Hàn chỉ cướp tiền, vạn nhất hại mạng thì làm sao bây giờ? Lăng Hàn tự nhiên không khách khí, chiếm cứ vị trí sâu trong hang động, bảo hai người kia trông coi, chính mình thì là nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Lăng Hàn như ngủ say, hai người nam tử áo trắng cũng động tâm, có nên thừa cơ xuất thủ xử lý Lăng Hàn, chẳng những có thể thu lại tổn thất, còn có thể báo đại thù. Vừa nghĩ tới thực lực khủng bố của Lăng Hàn, bọn họ liếc nhìn nhau, đều lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ mê người vừa rồi. Vạn nhất Lăng Hàn đang đào hố cho bọn họ thì sao? Bọn họ không muốn bị lừa lần thứ hai. Các bạn đang nghe truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4125, thật đúng dịp. Một đêm đi qua, mặt trời mới lên. Cho dù là Lăng Hàn và hai nam tử khác,
bọn họ đều ngồi xếp bằng tu luyện. Ngồi xếp bằng chỉ là tư thế tu luyện thường thấy nhất, cũng không phải nói khi tu luyện thì nhất định phải ngồi như vậy, có ít người quen thuộc vừa chạy vừa tu luyện. Trừ phi công pháp có hạn định đặc thù, nếu không lúc tu luyện hoàn toàn có thể dựa theo tâm ý của mình mà chọn ra tư thế thực hiện. Bình thường tư thế khoanh chân sẽ cho bọn họ tư thế thoải mái nhất khi nhập định, cho nên cũng được lựa chọn nhiều nhất. Sau khi tu luyện xong, vẻ mặt hai tên nam tử đầy lo lắng, bọn họ đang chờ đợi trời sáng để tránh xa tên biến thái như Lăng Hàn, ở lâu hơn một giây, chỉ sợ bọn họ sẽ bị hãm hại thật thảm. Bởi vậy, lúc tia nắng đầu tiên chiếu vào, hai người giống như là bị chó cắn vào mông, liều mạng phi nước đại rời khỏi nơi này. Chính mình đáng sợ như thế sao? Lăng Hàn cười cười, hắn cũng rời động đi ra ngoài. Hẻm núi lớn kinh người, tốc độ của bọn họ cũng quá chậm, lại trôi qua một ngày, Lăng Hàn vẫn tìm hang núi tránh rét. Lần này hắn cũng tìm được hang núi không người, nhưng rất nhanh liền có người xuất hiện, thái độ bá đạo, muốn hắn lăn ra ngoài. Đối với loại người này, Lăng Hàn sẽ không khách khí, trực tiếp xuất thủ trấn áp, sau đó cướp sạch, thu hoạch cũng không tệ lắm. Tim hắn đập thình thịch, đây là một con đường tài lộ. Sau đó mấy ngày, hắn gặp thật nhiều người không mở mắt, kết quả cũng giống nhau, bị hắn trấn áp, cướp sạch, không có kẻ nào là ngoại lệ. Rất nhanh, trong sơn cốc có một truyền thuyết, có một nam tử mang mặt nạ chuyên môn, cướp bóc, hành vi vô cùng ác liệt. Hiển nhiên những người mang mặt nạ khác gặp bất hạnh, bị rất nhiều người vây quét, bởi vì mọi người đều biết, nam tử đeo mặt nạ phi thường có tiền. Lăng Hàn tự nhiên không ngoại lệ, bị một số người nhằm vào, nhưng hắn có thể đánh ngang tay với Trúc Cực Cơ, hắn sợ ai chứ? Lại qua 5 ngày sau, cuối cùng bọn họ đã rời khỏi hạp cốc. Nhiệt độ tăng lên rất nhanh, mặc dù vẫn là băng thiên tuyết địa nhưng vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận được, cũng không có gió lạnh đáng sợ ập tới, nhất định phải tìm hang núi để tránh. Đây là bình nguyên to lớn, phía trước là một ngọn núi cao, trên núi có băng nguyên thạch. Lăng Hàn đi thật nhanh, hắn nhất định phải đạt được bảo vật này, có băng nguyên thạch trợ giúp, đám người nữ hoàng có thể gia tăng tu vi thật nhanh. Đương nhiên, bọn họ không cần tu ra thất biến, thất cốt, thất văn, lại thêm Lăng Hàn trợ giúp, thời gian bước vào tiên đồ sẽ ngắn hơn Lăng Hàn rất nhiều. Lăng Hàn đi không nhanh, bởi vậy sau khi đi tới nơi này, hắn bắt đầu giảm tốc độ. Sau khi đi nửa ngày, hắn đi tới đỉnh núi. Oanh, oanh, oanh. Còn chưa tới gần, âm thanh chiến đấu đã truyền tới, Lăng Hàn đi thêm mấy bước, hắn nhìn thấy 7 người đang đại chiến, nhưng cũng không phải hỗn chiến, mà là 6 người đánh 1. Người bị đánh chính là Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử không yếu, dù sao cũng là tiên thiên thần thể, mặc dù chỉ là cửu lưu, nhưng thần thể dù sao cũng là thần thể, nếu bộc phát, ngay cả thiên tài nhất tinh cũng không dám tranh phong chính diện. Đối thủ của hắn đông lắm, mỗi người không yếu hơn hắn bao nhiêu 6 người cùng tiến lên, Đại Hoàng Tử gánh không được, cho dù vận dụng thanh cương tiên thể cũng vô dụng, trên thân có máu tươi bắn tung tóe. Nếu không phải 6 người kia cũng kiêng kỵ Đại Hoàng Tử bắt lấy ai đó để liều chết, không dám làm quá ác, tin tưởng Đại Hoàng Tử tuyệt đối không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Cần gì chứ? Có người nói, ngươi chỉ có kết cục thất bại, cho nên không bằng thống thống khoái khoái giao băng nguyên thạch ra đây, cũng có thể tránh đau khổ da thịt. Vì một khối băng nguyên thạch, uổng phí tính mạng, cũng quá không đáng giá rồi. Lại có người nói, bọn họ thật sự không cần thiết giết người, bởi vậy, chỉ cần Đại Hoàng Tử nguyện ý rời khỏi, bọn họ cũng vui vẻ vì bớt được phiền phức. Đại Hoàng Tử không nói, hắn chỉ ra sức giết ra một con đường máu. Thực lực 6 người không yếu, mỗi người đều thủ vững một hướng, cũng tiêu hao thời gian tinh thể kéo dài, chỉ cần vượt qua thời gian này, Đại Hoàng Tử sẽ là đĩa thịt trước mặt bọn họ. Hiển nhiên Đại Hoàng Tử cũng biết điểm ấy, hắn mạnh mẽ đâm tới, nếu vượt qua kỳ hạn bộc phát, như vậy hắn sẽ nhận thua, đương nhiên băng nguyên thạch không trọng yếu bằng tính mệnh. Lăng Hàn lắc đầu, hắn sải bước rời đi. Một người xa lạ xuất hiện cũng làm 7 người đang chiến đấu chú ý, nhưng phát hiện Lăng Hàn chỉ là trúc nhân cơ, bọn họ thu hồi lực chú ý. Bởi vì bọn họ đều là trúc thiên cơ, cho dù chưa đột phá bao lâu nhưng so sánh với trúc nhân cơ, một bên là trời, một bên là đất, cũng không cần để ý tới. Lăng Hàn không nói hai lời, hắn trực tiếp giết vào vòng chiến. Lớn mật, chỉ là trúc nhân cơ cũng dám chặn ngang một tay. Cút cho ta. 6 người trong chiến đấu tấn công Lăng Hàn, Đại Hoàng Tử vừa rồi tự vệ cũng khó khăn. Hiện tại hy vọng có kẻ xuất hiện làm rối, khi đó hắn mới có cơ hội thoát thân, cho nên hắn không xuất thủ với Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười,
hắn phát động độ tiên chỉ, hưu hưu hưu, hắn không ngừng bộc phát chỉ kình tấn công 6 người. Cái gì? Không được, tại sao độ tiên chỉ lại có uy lực mạnh như thế? 6 người đều kinh hô, không ai ngờ thực lực Lăng Hàn lại mạnh như thế, đừng nói có thể địch nổi Trúc Thiên Cơ, cho dù một địch 6 cũng không lâm vào hạ phong. Yêu nghiệt, siêu cấp đại yêu nghiệt, bọn họ cùng bộc phát, cũng vận dụng kỹ pháp mạnh nhất của mình, nhưng khi đối mặt với Lăng Hàn, tất cả đều uổng phí. Thậm chí Lăng Hàn chỉ vận chuyển một môn độ tiên chỉ phổ thông mà thôi. Qua vài phút sau, 6 người đã bị Lăng Hàn đánh ngã nằm trên mặt đất. Đại hoàng tử sững sờ, thực lực của đối phương quá cường đại, hắn không dám bỏ chạy. Bởi vì hắn biết mình chạy không thoát, một khi đắc tội Lăng Hàn, hắn không địch nổi chiến lực đáng sợ của đối phương, nói không chừng sẽ rước lấy họa sát thân. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, đại hoàng tử chắp tay với Lăng Hàn. Lăng Hàn gật gật đầu, mặc dù nhìn ngươi khó chịu, nhưng với tư cách trưởng bối của ngươi, ta cũng không trơ mắt nhìn ngươi bị khi dễ. Đại hoàng tử tức giận, ngươi là trưởng bối của ta. Phụ thân ta chính là Hóa Linh Chân Quân, ngươi vừa mới vào tiên đồ, chuyện này làm sao có thể. Nhưng dù sao đối phương vừa cứu hắn, hắn cũng không tiện trợn mắt đối lập, dứt khoát không lên tiếng, chỉ mắng Lăng Hàn trong bụng, mặc dù hắn cũng không biết Lăng Hàn là ai. Lăng Hàn cười ha ha, hắn nói với 6 người nằm xuống kia, giao pháp khí không gian trên người cho ta. 6 người sững sờ, sau kịp phản ứng, ngươi là tên đạo tặc kia, bọn họ châm miệng một lời. Ai có thể nghĩ tới, tên đạo tặc kia chính là Trúc Nhân Cơ, nhưng chiến lực mạnh đến mức làm người ta líu lưỡi. Nếu biết ta là ai, còn không nhanh. Lăng Hàn phất phất tay, không nhịn được nói một câu. 6 người bất đắc dĩ, đành phải lấy pháp khí không gian ra giao cho Lăng Hàn. Tiền tài là vật ngoài thân, không thể trọng yếu bằng tính mệnh. Còn ngươi, Lăng Hàn nhìn về phía đại hoàng tử. Cái gì? Đại hoàng tử ngây người. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4126, ngay cả ta cũng cướp. Ngươi không phải trưởng bối của ta sao? Ngươi không phải tới cứu ta sao? Tại sao ăn cướp cả ta? Đại hoàng tử, há hốc mồm, hắn không dám tin nổi. Chưa gặp phải trưởng bối nào như vậy, ăn cướp cả tiểu bối của mình, thật sự là mặt người dạ chó. Thế nào, còn bất đắc dĩ? Lăng Hàn trừng mắt, nói, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi giữ được tính mạng của mình sao? Hơn nữa, vạn nhất trong mấy người này có yêu thích đặc thù, chuyên bạo hoa cúc của ngươi, ngươi suy nghĩ xem, khi đó sống không bằng chết đúng không? 6 người kia vội vàng lắc đầu, bọn họ rất bình thường, tuyệt đối sẽ không hứng thú với hoa cúc của nam nhân. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn 6 người, lại thản nhiên nói, các ngươi cần phải biết, rốt cuộc có hứng thú với nam nhân hay không? Đây là uy hiếp trần trụi. 6 người kia không thể không gật đầu, nhìn dáng vẻ của Lăng Hàn, một lời không hợp sẽ động thủ. Được rồi, vì cái mạng nhỏ của mình, như vậy hy sinh một người đi, còn là người nào thì chưa biết. Bọn họ đều đổi lắc đầu thành gật đầu. Nhiều gay như vậy. Lăng Hàn lộ ra vẻ chấn kinh, sau đó vỗ vỗ vai đại hoàng tử, ta còn tưởng rằng chỉ còn một gay, không nghĩ tới còn có tới 6 người. Ngươi xem, may mắn được ta cứu, bằng không hoa cúc của ngươi nở 6 lần, ngươi sẽ thê thảm cỡ nào. Đại hoàng tử há hốc mồm, khốn kiếp, vốn không có người nào hứng thú với hoa cúc của mình, đều là bị ngươi ép ra đấy. Đối mặt với dâm uy của Lăng Hàn, hắn có thể nói cái gì? Hắn đàng hoàng giao băng nguyên thạch ra, bằng không bị Lăng Hàn lục soát người, hắn cũng không giữ được. Cho nên, chi bằng mình chủ động một chút. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, lại vỗ vỗ vai đại hoàng tử, nói với 6 người khác, đây là cháu của ta, các ngươi phải khách khí một chút, nếu không ta tùy thời gây phiền phức cho các ngươi. Sắc mặt đại hoàng tử tối tăm, mặc dù hắn biết đánh không lại nhưng nội tâm hắn tức giận không thua gì 6 người kia. Được rồi, ta đi, không cần tiễn. Lăng Hàn nghênh ngang rời đi. Ai tiễn ngươi? Quỷ mới tiễn ngươi, bao gồm cả đại hoàng tử, mỗi người đều hận không thể xông lên dẫm Lăng Hàn hai cước, nhưng trong hiện thực, bọn họ chỉ có thể đưa mắt nhìn mà thôi. Lăng Hàn tiếp tục đi, hiện tại hắn đi tới ngọn núi thứ hai. Thật không nghĩ tới, đại hoàng tử lại tiến vào Trúc Thiên Cơ. Tốc độ tu luyện thật nhanh, nhưng không có đầy đủ sinh mệnh bảo quả, hắn làm sao vượt qua? Thánh địa cho sao? Từ điểm này, thánh địa thật cam lòng dốc hết vốn liếng.
nhưng xem tỷ thí tàn khốc như thế, dường như không xứng với lựa chọn nhân tài. Mục đích chân chính của bọn họ là gì? Lăng Hàn vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng hắn không phải con giun trong bụng Kim Nguyên Thánh Địa, làm sao có thể biết chứ? Sau một ngày, hắn đi tới đỉnh ngọn núi thứ hai. Đỉnh núi rất bằng phẳng, tuyết trắng bao phủ mênh mông, trong tuyết nguyên có một ít tảng đá nhô ra, phía trên lại chất đống mấy đống đá nhỏ. Băng Nguyên Thạch. Lăng Hàn sải bước đi tới, hắn chỉ đi vài bước liền dừng lại. Có trận pháp bảo vệ. Hắn lẩm bẩm, mặc dù hắn còn chưa nắm giữ trận pháp tiên đồ, nhưng muốn phát hiện trận pháp tồn tại lại là việc rất nhỏ. Không đơn giản. Lăng Hàn phất tay, hắn đánh bay tuyết động, mặt đất hiện ra. Dùng mấy tảng đá làm trung tâm, trên mặt đất giăng đầy hoa văn màu bạc, nhìn như không có quy luật. Nhưng cẩn thận quan sát lại phù hợp một loại đạo lý nào đó làm người ta trầm mê, muốn lĩnh ngộ được thứ gì đó. Lăng Hàn ném một khối đá tới, tảng đá còn chưa rơi xuống đất đã bị tia sáng đánh trúng, ba, tảng đá bị đánh vỡ nát. Chỉ từ một kích vừa rồi mà xem, uy lực đại khái cỡ trúc cực cơ đỉnh phong. Lăng Hàn đi về phía trước, nếu cứ nhìn như thế, cả đời này cũng không phá được trận pháp. Vào lúc hắn đặt chân vào hoa văn màu bạc, xèo, lại có một tia sáng bay về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn dùng quyền đánh trả, ầm, tia sáng kia bị hắn tiêu diệt, nhưng hắn cũng cảm giác nắm đấm HOIT đau nhức, hắn cảm nhận rất trực quan. Hắn có thể dùng chiến lực trúc cực cơ đỉnh phong chống đỡ. Nhưng chưa chờ hắn tiến lên, hưu hưu hưu, lại nhìn thấy ba tia sáng bắn ra cùng lúc, lại tấn công hắn lần nữa. Những hào quang này tới từ hoa văn dưới lòng đất, bởi vậy chúng lao từ các góc độ khác nhau. Lăng Hàn không sợ, vung quyền đánh liên tiếp. Ầm ầm ầm, ba quyền mà thôi, hắn lại đánh tan ba đạo công kích. Một đợt chưa hết, một đợt mới lại lên, lại là chín đạo hào quang tấn công. Thật sự chưa dứt sao. Lăng Hàn lại sinh ra hứng thú. Hắn lúc trước chỉ chuyên tâm nghiên cứu trận pháp chung quy là chết, hiện tại thân vào trong trận, có được tham chiếu, hắn càng có thể rất nhanh lĩnh ngộ ra nhiều thứ. Hắn mở màn sáng tinh thần bảo vệ toàn thân, hưu hưu hưu, hào quang bắn tới, sau khi đụng vào màn sáng tinh thần liền vỡ nát, không cách nào tiến thêm một bước. Nhưng màn sáng tinh thần cũng không phải vạn năng, chịu chín đạo công kích thì màn sáng rạn nứt. Cần Lăng Hàn dùng bí lực tu bổ, rạn nứt sẽ biến mất thật nhanh. Cái giá lớn chính là tiêu hao bí lực của Lăng Hàn. 9 tia sáng bị ngăn chặn, kế tiếp là 27 tia sáng. Hưu hưu hưu, tia sáng bắn ra liên tiếp, lần này lại mạnh hơn nhiều, mặc dù vẫn bị màn sáng tinh thần ngăn cản toàn bộ, nhưng màn sáng cũng tan rã ngay sau đó, căn bản không có cơ hội chữa trị. Chữa trị màn sáng hao tổn bí lực, hơn nữa màn sáng tinh thần không lớn lắm, đương nhiên, Lăng Hàn không thiếu nhất chính là dự trữ bí lực, hoàn toàn có thể khiêu chiến Hóa Linh Chân Quân. Gấp 3 lần 21 tia sáng, đó là 63 tia sáng. Lần này Lăng Hàn cũng không dám tiếp, hắn vội vàng lui ra phía sau, bằng không hắn sẽ bị đánh thành cái sảng. Thú vị! Lăng Hàn lại bước vào trận pháp lần nữa, lần này lại là một tia sáng đánh tới, lại mở ra một vòng tuần hoàn mới. Hắn tự nghĩ, nếu như phát động chỉ xích thiên nhai, hắn nhiều nhất chỉ ngăn cản 3 đạo công kích, mạnh nhất chỉ tiếp được 9 đạo. Màn sáng tinh thần có thể ngăn cản toàn bộ. Nhưng sau khi cầm lấy băng nguyên thạch, trận pháp còn tác dụng hay không? Bởi vì có khả năng chúng là trận nhãn, là hạch tâm của trận pháp, hạch tâm mất đi, uy lực trận pháp không còn. Vì nghiên cứu trận pháp, Lăng Hàn quyết định không lấy đi băng nguyên thạch. Hắn muốn từ góc độ khác phá giải trận pháp. Quả nhiên, lý thức kém xa thực tiễn, nội tâm Lăng Hàn không ngừng lĩnh ngộ, hắn cảm thấy chỉ cần thời gian 2-3 ngày, hắn nhất định có thể nắm giữ môn trận pháp này. Mà nhất pháp thông, vạn pháp thông, hắn có thể nhập môn trận pháp. Nửa ngày trôi qua rất nhanh. Xèo, một bóng người đột nhiên tung người đi lên đỉnh núi. Đó là nam tử trẻ tuổi khí thế đường đường, thân hình cao lớn, tóc rất ngắn, tóc chỉ dài một tấc, hơn nữa còn có vẻ già dặn. Cút! Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, phun ra một chữ. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4127, Chiến Trúc Cực Cơ. Lăng Hàn đang nghiên cứu trận pháp, hết sức chuyên chú, hắn làm gì có tâm tình quan tâm tới đối phương. Nam tử to con tức giận không nhỏ, quát, ngươi muốn chết sao? Lăng Hàn không quan tâm tới, hắn đang tìm hiểu mấu chốt trong tiết điểm. Chỉ cần hiểu thông tiết điểm,
hắn nhất định có thể tìm hiểu phần lớn trận pháp này. Lớn mật, nam tử kia nổi giận gầm lên một tiếng, hắn xuất chưởng tấn công Lăng Hàn. Xèo, đúng lúc Lăng Hàn phát động trận pháp, có 27 tia sáng bắn ra ngoài đánh nát màn sáng tinh thần của hắn. Bởi vậy lúc nam tử to con công kích, Lăng Hàn cũng chỉ có thể xuất quyền đánh trả, bằng không hắn sẽ bị thương. Sau khi đánh một quyền, trưởng lực của người kia bị đánh nát, nhưng Lăng Hàn cũng cau mày, lực lượng phản chấn làm hắn đau đớn. Hắn lui ra khỏi trận pháp, ánh mắt nhìn nam tử to con kia, tâm tình Lăng Hàn rất khó chịu, bị đối phương cắt ngang. Như vậy, suy nghĩ của hắn gián đoạn, hơn nữa vừa vặn chạm vào tiết điểm, hắn sẽ lãng phí không ít thời gian. Hừ, không phá giải được trận pháp thì cút ngay cho ta, nam tử to con lạnh lùng nói. Lăng Hàn nghiêng đầu nhìn hắn, nói, tâm tình ta hiện tại rất khó chịu. Thì tính sao, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Nam tử to con nói, hắn tên là Nam Cung Lẫm, chính là thiên tài nhất tinh trúc cực cơ, nếu lúc trước không bị ràng buộc, hắn làm sao có khả năng đến muộn như thế? Nhưng không sao, hiện tại hắn đã đi ở trước nhất, tất cả băng nguyên thạch đều là của hắn. Đánh cho mụ ngươi không nhận ra ngươi. Lăng Hàn xông ra ngoài, tâm tình hắn bây giờ không tốt, nhất định phải tìm người đánh một trận. Trúc nhân cơ nho nhỏ cũng dám làm càn trước mặt ta. Nam Cung Lẫm cười lạnh, hắn vươn tay muốn bắt lấy Lăng Hàn. Oanh, hai đạo kình lực va chạm với nhau, từ đó tạo thành phong bạo. Lăng Hàn, Nam Cung Lẫm đồng thời lùi lại mấy bước, hắn phát hiện Lăng Hàn lui bước nhiều hơn mình một chút. Lăng Hàn đã rất yêu nghiệt, chỉ bước vào trúc nhân cơ đã có thể địch nổi trúc cực cơ đỉnh phong, nhưng Nam Cung Lẫm cũng là thiên tài nhất tinh. Theo lý hắn vô địch trúc cực cơ, tự nhiên còn mạnh hơn Lăng Hàn, nếu không, thật sự không có thiên lý. À, sắc mặt Nam Cung Lẫm biến thành ngương trọng, hắn giật mình, nói, xem chút mắc bẫy ngươi rồi, ngươi tuyệt đối không phải trúc nhân cơ, mà là trúc thiên cơ đỉnh phong, thậm chí là trúc cực cơ. Nào có trúc nhân cơ mạnh như vậy, chẳng phải là thiên tài lục tinh. Trong mấy tinh vực gần đây, số thiên tài tứ tinh cộng lại cũng chỉ 10 người, thiên tài lục tinh. Ha ha, đúng là âm hiểm. Muốn lừa gạt ta sao? Nam Cung Lẫm giận dữ, nếu như hắn không phải trúc cực cơ, mà chỉ là trúc thiên cơ, hắn có chủ quan và bị lừa gạt hay không? Hãm hại con mẹ ngươi! Lăng Hàn lại giết tới, hắn tấn công từ chính diện. Lực lượng kém một ít cũng không có gì. Đây cũng không phải chiến lực toàn lực. Lăng Hàn thi triển độ tiên chỉ, hưu hưu hưu, một đạo chỉ kình đánh thẳng về phía Nam Cung Lẫm. Độ tiên chỉ! Ha ha! Nam Cung Lẫm cười lạnh, nói, dùng tiên thuật yếu như thế đối phó ta, ngươi lấy đâu ra dũng khí như thế? Hắn cũng vận chuyển một môn tiên thuật, ký hiệu sáng chói mắt sinh ra, quả nhiên, hắn bạo phát chiến lực còn trên cả Lăng Hàn, lập tức áp chế Lăng Hàn. Lăng Hàn không nói gì, hắn chỉ muốn dùng môn tiên thuật phổ thông như độ tiên chỉ đánh bại đối thủ. Hắn mở nhãn thuật quan sát, ngay sau đó thiên địa dùng hình thức khác hiện ra trước mặt hắn. Nam Cung Lẫm đánh ra một kích quang hoa đầy trời, hoàn toàn che giấu lộ tuyến công kích của mình. Có tính mê hoặc cường đại, đây là đặc điểm của phần lớn tiên thuật, lấy phương thức như vậy ẩn giấu lộ tuyến công kích. Nhưng sau khi Lăng Hàn mở nhãn thuật ra, hào quang rực rỡ cũng không có cách nào che mắt hắn lại. Xèo, hắn vươn tay điểm một chỉ, kinh lực vừa vặn công kích xuyên qua sơ hở trong công kích của Nam Cung Lẫm, đánh vào cổ đối phương. Nam Cung Lẫm không ngờ rằng tới một kích này, dù sao hắn cũng là thiên tài nhất tinh trúc cực cơ, năng lực ứng biến rất cường đại, vội vàng nghiêng đầu sang một bên, hắn né qua một kích vừa rồi. Phốc, cổ hắn bắn ra một tia máu tươi, hắn cũng không thể tránh né hoàn toàn. Hắn giận tím mặt, vừa rồi hắn còn cười chê Lăng Hàn, kết quả tốt rồi, người ta đánh một kích đã thấy máu. Đây là đánh mặt. Hắn hét lớn một tiếng, oanh, năng lượng tầng thứ cao sôi trào, hắn cuốn lấy năng lượng màu đen và giết về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đánh ra sát khí xung kích, ông, Nam Cung Lẫm chịu ảnh hưởng, công kích biến thành vướng víu. Hưu hưu hưu, độ tiên chỉ đánh tới, đánh thẳng vào nơi phòng thủ yếu kém của hắn. Nam Cung Lẫm không thể không chuyển thành phòng thủ, đầu tiên phải uy hiếp của độ tiên chỉ. Hắn nghĩ phản công, nhưng chỉ cần hắn công kích sẽ bị sát khí xung kích áp, chế, chỉ có thể tiến hành phòng thủ. Phối hợp sát khí xung kích với nhãn thuật, độ tiên chỉ một môn tiên thuật thường thường không có gì lạ lại phát huy uy lực bất phàm. Ai còn dám nói độ tiên chỉ không được? Phốc, phốc, phốc. Nam Cung Lẫm không ngừng trúng chiêu, mặc dù chỉ là một chút vết thương da thịt, cũng đủ làm toàn thân hắn nhiễm máu tươi, việc này làm hắn nổi trận lôi đình.
Độ tiên chỉ như thế nào? Lăng Hàn thản nhiên nói. Nam Cung Lẫm im lặng, mặc dù hắn biết đây cũng không phải độ tiên chỉ bất phàm, mà là Lăng Hàn có một môn thủ đoạn ảnh hưởng tâm linh của hắn. Hơn nữa nhãn lực của đối phương đặc biệt tốt, luôn có thể nhìn thấu công kích của hắn. Thì tính sao? Đây là thực lực của Lăng Hàn sao? Hắn còn không có như vậy không biết xấu hổ, để Lăng Hàn chỉ lấy độ tiên chỉ cùng mình chiến đấu. Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Nam Cung Lẫm lạnh lùng nói một câu, trên người hắn sinh ra một tia hào quang sáng ngời, sau đó hóa thành một bạch ngọc tháp, có ánh sáng nhẹ nhẹ lưu chuyển. Đây là bảo khí của hắn, hơn nữa tương đối bất phàm, chính là dùng vật liệu tam tinh tạo thành, có không gian tăng lên cực lớn. Tương lai hắn trở thành đại năng sinh đan, bạch ngọc tháp cũng trở thành bảo khí sinh đan cảnh. Đương nhiên, việc này cần thời gian rất dài, hắn vô cùng tự tin, nhưng một ngày này chí ít cũng phải là trăm năm sau. Vật liệu tam tinh đúc thành bảo khí nhất tinh, nó mạnh hay không? Đương nhiên quét ngang cùng giai cũng không có gì. Ông, bảo tháp chấn động nhẹ, uy thế khó hiểu lưu chuyển, giống như có đại năng tự trảm tu vi trùng tu, mặc dù thực lực chịu cảnh giới hạn chế nhưng cấp độ đã có thể nghiền ép đối thủ. Hừ, Nam Cung Lẫm khôi phục lòng tin, trên mặt đầy cao ngạo. Vẻ mặt Lăng Hàn đầy cổ quái, bảo khí hình tháp. Hắc tháp ghét nhất chính là bảo khí hình tháp, về lâu về dài, Lăng Hàn cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì đến so tài một chút, Lăng Hàn cũng vận dụng hỗn độn cực, lôi tháp, nó lơ lửng trên đỉnh đầu Lăng Hàn, từng tia bảo khí rót vào người Lăng Hàn, bởi vì bảo khí tự thu liễm, cho nên nhìn nó không có gì lạ. Ngươi cũng xứng dùng bảo khí hình tháp. Nam Cung Lẫm cười lạnh, nói, đi. Hắn quát một tiếng, ngay sau đó dùng bảo tháp tấn công Lăng Hàn. Đây chính là vật liệu tam tinh tạo thành, xem ta có đánh chết ngươi hay không. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4128, Ngộ Trận. Ông, Bạch Ngọc Tháp khẽ xoay tròn, nó dùng tốc độ cực nhanh trấn áp tới. Nó là bảo khí do vật liệu tam tinh tạo thành, tự nhiên không phải bảo khí nhất tinh phổ thông có thể so sánh. Nó tỏa ra áp lực rất đáng sợ, cũng là uy lực bản thân vật liệu, đủ để trấn áp tất cả pháp khí nhất tinh. Nhưng uy thế đáng sợ ập tới, hỗn độn cực lôi tháp lại không bị ảnh hưởng. Làm sao có thể như vậy được? Nam Cung Lẫm há hốc miệng, hắn không dám tin tưởng vào mắt mình. Đây là bạch ngọc trấn yêu tháp của hắn, là bảo khí do vật liệu tam tinh tạo thành. Cộng thêm tu vi trúc cực cơ của hắn rèn luyện suốt ngày đêm, nói một cách công bằng, Lăng Hàn không phải đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Hoàn toàn không có chút hiệu quả nào. Hắn cũng không biết, có lẽ Lăng Hàn thu liễm uy áp của hỗn độn cực lôi tháp, nếu không, một khi mẫu kim phát uy, từ cấp độ đã có thể nghiền ép vật liệu tam tinh, bảo khí tự bạo cũng không phải không thể. Trời đất bao la, trong tất cả tài liệu trên đời, đương nhiên mẫu kim là lớn nhất, chính là đế vương trong binh khí, có thể nghiền ép tất cả tiên kim. Đến, ngươi muốn so pháp khí, ta thành toàn cho ngươi. Tâm niệm Lăng Hàn hơi động, một đạo thiểm điện bay ra khỏi hỗn độn cực lôi tháp và đánh thẳng vào người Nam Cung Lẫm. Một kích của Lăng Hàn cực nhanh. Mẫu kim là tồn tại cỡ nào? Có thể đúc đế binh. Cho dù hiện tại là pháp khí cấp bậc nhất tinh, nó cũng là bá chủ trong binh khí. Một kích của nó không phải trúc cơ cảnh có thể tránh thoát được. Bằng không, mẫu kim chỉ có tiếng mà không có miếng. Nam Cung Lẫm lập tức trúng chiêu, dòng điện đang sợ ập tới. Hắn cảm thấy toàn thân đang run rẩy, khó chịu đến mức sắp nôn mửa. Hắn rất nhanh triệu tập Bạch Ngọc Tháp trở về, cũng sử dụng năng lượng bảo hộ bản thân. Lăng Hàn phát hiện hắn sinh ra thoái ý thì cười cười, bởi vì Nam Cung Lẫm bị điện quang đánh nám cả người, trên người đối phương toàn mùi thịt. Thiểm điện cũng không phải pháp thuật Lăng Hàn thêm vào, mà là uy năng của hỗn độn cực lôi tháp, khối mẫu kim này thai nghén trong hỗn độn, lại trải qua lôi trì rèn luyện, trời sinh đã có hai hiệu quả. Đáng tiếc, bởi vì bên trong mẫu kim dung nhập thần thức của Lăng Hàn, uy lực hỗn độn cực lôi tháp cũng bị cảnh giới của Lăng Hàn ảnh hưởng, nếu không, mẫu kim phát uy, cho dù là thánh nhân cũng phải chết. Nam Cung Lẫm nhìn Lăng Hàn, hắn ngơ ngác không biết nên làm gì, đối thủ trước mặt quá cổ quái. Từ cấp độ sinh mệnh nhìn thì giống trúc nhân cơ, nhưng chiến lực lại không yếu hơn hắn, so sánh với pháp khí. Hắn sử dụng vật liệu tam tinh luyện chế bạch ngọc trấn yêu tháp nhưng lại không thể làm gì nổi đối phương, thật không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên hắn không cam tâm, hắn chỉ một ngón tay về phía Lăng Hàn,
Bạch Ngọc Tháp hóa thành một tia sáng hóa thành một thanh phi kiếm chém về phía Lăng Hàn. Ầm, phi kiếm chém lên thân Hỗn Độn Cực Lôi Tháp, chẳng những nó không thể chém vỡ, ngược lại bản thân còn vỡ nát. Khốn kiếp, Nam Cung Lẫm nghẹn họng nhìn chân chối, hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Một kích vừa rồi tuyệt đối là hai bảo khí đối kháng lẫn nhau, mà kết quả là Bạch Ngọc Trấn Yêu Tháp bại hoàn toàn, vật liệu tam tinh đúc thành bảo khí lại bại hoàn toàn. Nội tâm Nam Cung Lẫm đang run rẩy, hắn chỉ nghĩ tới một khả năng, đó là vật liệu tạo thành bảo khí của đối phương vượt qua tam tinh. Trời ạ, vật liệu cấp bậc chân ngã cảnh hay chính là cấp bậc hóa linh? Nam Cung Lẫm động tham niệm, vật liệu cấp bậc như thế, đừng nói bản thân hắn, cho dù là cao thủ chân ngã cảnh, hóa linh chân quân cũng phải điên cuồng. Ha ha, không thuộc về ngươi, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lăng Hàn lao tới, hắn oanh kích liên tiếp. Lần này, Lăng Hàn không tiếp tục sử dụng độ tiên chỉ, hắn sử dụng yêu hầu quyền, oanh, khí tức đáng sợ bộc phát, một con yêu hầu xuất hiện, nó chừng cao 3 trượng và gào thét tấn công Nam Cung Lẫm. Chi chi chi, một đạo thiểm điện bắn ra từ Hỗn Độn Cực Lôi Tháp, phát động công kích thứ hai nhắm vào Nam Cung Lẫm. Nam Cung Lẫm vội vàng vận chuyển Bạch Ngọc Tháp tiến hành phòng ngự, hắn có thể ngăn cản lực lượng yêu hầu quyền xung kích, lại không ngăn được yêu khí huyễn hóa thành yêu viên không ngừng tấn công tâm linh của hắn, hắn cực kỳ khó chịu. Thiểm điện trong Hỗn Độn Cực Lôi Tháp không thể chặn đường Bạch Ngọc Tháp, chỉ có thể gọt sạch một bộ phận uy lực, thiểm điện oanh kích toàn thân Nam Cung Lẫm, hắn như chết đi sống lại. Lăng Hàn cười ha ha, công kích như mưa to gió lớn, hắn rất nhanh đánh Nam Cung Lẫm nằm trên mặt đất. Trúc Cực Cơ thì thế nào? Lăng Hàn không chút khách khí cướp sạch gia sản của Nam Cung Lẫm, hắn càng không buông tha Bạch Ngọc Trấn Yêu Tháp. Đây là vật liệu tam tinh, bán cho sinh đan cảnh, đối phương có thể hòa tan và luyện chế thành bảo khí cấp bậc sinh đan cảnh. Hắn có thể bán được giá tiền rất lớn, trả bảo tháp cho ta. Nam Cung Lẫm nằm dạp trên mặt đất, trên gương mặt đầy giận dữ. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, không phục, về sau tìm ta báo thù, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Ngưu Kiếm Hoa là ta. Hắn mang mặt nạ cho nên không ai nhận ra hắn. Ngươi là đạo tặc che mặt. Nam Cung Lẫm phản ứng lại. Chính là Ngưu Gia Gia. Lăng Hàn lại dùng tay đập Nam Cung Lẫm ngất đi. Ân. Về sau hắn mặc thêm áo giáp giành được từ chỗ Ngưu Kiếm Hoa, như vậy không phải càng giống hay sao? Lăng Hàn tiếp tục nghiên cứu trận pháp, dẫn động trận pháp công kích hắn, từ đó để trận pháp sẽ hiển hóa, hắn cũng có thể quan sát. Qua một lúc, lại có người chạy tới, nhưng nhìn thấy Nam Cung Lẫm nằm trên mặt đất, người này quả quyết không xuất thủ với Lăng Hàn, mà là đi vòng qua. Nam Cung Lẫm quá thê thảm, bị lột sạch chỉ còn một cái quần cộc. Sau đó không ngừng có người đi lên, phần lớn người nhìn thấy Nam Cung Lẫm liền đi vòng qua, nhưng cũng có mấy người tự cho rằng mình siêu phàm, tự nhận mình mạnh hơn Nam Cung Lẫm. Kết quả tự nhiên khó thoát khỏi vận mệnh nằm xuống, cũng nằm giống như Nam Cung Lẫm, bị vét sạch bảo vật. Đến lúc trời tối, nơi này có mười mấy người nằm chồng lên nhau, cảnh tượng rất kỳ quái. Lúc này đã không có ai dám xuất thủ với Lăng Hàn, 11 nam tử trần trụi cũng có lực trấn nhiếp rất mạnh. Đỉnh núi ban đêm cũng rất lạnh, nhưng không đạt tới mức chết người, Lăng Hàn vẫn nghiên cứu trận pháp như cũ, nội tâm hắn có cảm ngộ, hắn cảm thấy mình cách đột phá không xa. Một đêm trôi qua, mặt trời mới lên. Đứng trên đỉnh núi, hắn nhìn mặt trời mọc, tia nắng sáng sớm đầu tiên hạ xuống, bóng tối bà rét lạnh rút đi như thủy triều. Lăng Hàn đang ở lúc khẩn cấp, hắn tạm thời buông tha tu luyện, tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Lại một ngày rưỡi trôi qua, bỗng nhiên hắn cất tiếng cười dài. Hắn hiểu, chẳng những cái trận pháp này, hắn còn hiểu ra trận pháp của bản thân, chính là nhất thông bách thông, một ngộ đều ngộ. Đến. Hắn đạp một cước xuống đất, một chùm sáng xuất hiện dưới lòng bàn chân hắn, hóa thành mười mấy đường vân, cũng đan xen với các hoa văn xung quanh. Hắn đi một bước nhưng trận pháp không có phản ứng gì. Trận pháp này bị hắn áp chế tạm thời. Lăng Hàn đi qua, hắn dễ dàng lấy đi băng nguyên thạch. Băng nguyên thạch vừa biến mất, hoa văn dưới đất tối lại. Quả nhiên, băng nguyên thạch chính là trận nhãn. Hắn vừa lấy đi, trận pháp sẽ mất hiệu lực. Các bạn vừa nghe xong tập 412 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.